mà ân tình đó đã trả lại bao nhiêu. Đời em là cả ước muốn cao sang, còn tôi giờ chỉ tay trắng tay, làm sao chung đường chung bước. Thôi em đừng nhắc tên tôi làm gì, đời người không biết hãy tìm quên đi. Từ khi em lỡ cất bước ra đi, lòng tôi đau xót giây phút phân ly. Ước mơ còn ước mơ gì? Ngoài trời đổ mưa như mưa trong lòng, mưa rơi ướt trong tâm hồn. Tình yêu vỗ cánh bay đi, mang về trăng lại trăng sao. Yêu nhau đừng để cho nhau buồn, tình như chiếc lá rơi rụng bên sông. Hỏi em có biết hay không, mà sang đây tôi nhớ tôi mong. Cách chia nào chẳng đau lòng. Nói chuyện tôi thì ai có tên chi đang nghe bài hát xót xa. Chỉ là lớp trình bày, cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn người đẹp và chiến sĩ nhé. Cảm ơn Nhật Ký Đình Lai, người đẹp của miền Tây Bắc ha. Thôi em đừng nhắc tên tôi làm gì, đời người không biết hãy tìm quên đi. Từ khi em lỡ cất bước ra đi, lòng tôi đau xót giây phút phân ly. Ước mơ còn ước mơ gì? Ngoài trời đổ mưa như mưa trong lòng, mưa rơi ướt trong tâm hồn. Tình yêu vỗ cánh bay đi, mang về trong lặng trăng sao. Yêu nhau đừng để cho nhau buồn lòng, tình như chiếc lá rơi rụng bên sông. Hỏi em có biết hay không, mà sao tôi đến em nghe tôi nhớ tôi thương. Cách kia nào chẳng đau lòng. Cảm ơn chúng ta nhé. Hỏi em có biết hay không, mà sao em để tôi nhớ tôi mong. Cách chia nào chẳng đau lòng. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chào các bạn, nếu trả lời được những câu hỏi này thì chắc chắn các bạn. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với Tiết Lộc Vlog nhé. Tiết Lộc Vlog cũng bây giờ là cũng chuẩn bị đến giờ làm của Tiết Lộc Vlog rồi. Tiết Lộc xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người vào những video sau và những buổi live sau. Nên lên cảm ơn YouTube cũng như là mọi người đã cho Tiết Lộc Vlog trở lại làm đối tác với YouTube. Xin chân thành tri ân, gửi lời tri ân đến toàn bộ của chú anh chị trên đường live của Tiết Lộc Vlog.